Xin chào quý thính giả đến với chuyên mục Radio Tu luyện ký sự của Tinh Hoa TV. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện luân hồi huyền thoại của một phượng hoàng. Trong thiên đàng ở tầng thứ rất cao, có một con phượng hoàng tuyệt đẹp. Hằng ngày nó nằm yên nghe Phật Như Lai giảng Phật pháp. Một ngày kia, rất nhiều vương và bồ tát của những thiên đàng khác nhau cùng đến tham dự một pháp hội rất lớn. Một vài thần hộ mệnh như rồng cũng đến tham dự. Tại pháp hội, một con rồng vàng đã nói về việc các chúng sinh trong tam giới đã làm nhiều điều xấu ác như thế nào, vì họ đều trong cõi mê. Vậy nên họ cần được giáo dục bởi những sinh mệnh cao tầng hơn. Vào cuối pháp hội, con Phượng Hoàng nói với Phật Như Lai rằng nó muốn đến tam giới. Phật Như Lai đã cho Phượng Hoàng một lời khuyên chân thành. Ông nói: trong pháp hội, ta có nghe nói rằng sẽ có một sự kiện quan trọng là việc chỉnh sửa toàn bộ vũ trụ sẽ diễn ra trong thế giới con người. Vị Phật tối cao sẽ đến thế gian để hồng truyền đại pháp. Con có thể đi nếu con thực sự muốn. Tuy nhiên, con phải hiểu rằng có rất nhiều gian khổ mà con phải chịu đựng. Hơn nữa, con có thể không bao giờ có cơ hội quay trở về nếu con không hành xử thật tốt và lạc mất ở nơi đó. Phượng Hoàng đáp lại: nhưng con không thể đứng ngoài và không làm gì cả khi có quá nhiều chúng sinh đang tự hủy diệt mình vì họ đang trong cõi mê. Sau khi được phép, nó quyết định đi xuống tầng thấp hơn, dưới cái nhìn lo lắng của nhiều sinh mệnh cao tầng đang lần lượt tiễn đưa nó. Khi đến nhân gian, Phượng Hoàng chuyển sinh thành một loài chim lớn mang hình dáng của loài đà điểu châu Phi. Tất nhiên là hình dáng không còn xinh đẹp và thần thánh như khi nó còn ở thiên đàng. Một lần nọ, nhiều con chim lớn ở đó gặp và nói chuyện với nhau bằng ngôn ngữ riêng của chúng. Con đà điểu đã khoe chuyện bằng cách kể cho các con chim khác rằng trước khi xuống nơi này và chuyển sinh thành một con đà điểu, nó đã từng là một con phượng hoàng lộng lẫy ở thiên đàng. Nó cũng nói rằng nó đẹp hơn nhiều loài chim khác. Lời này khiến những con chim khác quá ganh tị. Chúng tấn công con đà điểu đến khi nó ngã gục và suýt chết mới thôi. Lúc đó nó cảm thấy đau đớn vô cùng. Sau khi các con chim kia rời đi, nó không thể chịu được, đã khóc to lên. Sau đó, Phật Như Lai từ thiên đàng xuất hiện và giữ lấy đà điểu trong tay của mình. Với lòng từ bi vĩ đại, vị Phật nói: Phượng Hoàng, đừng khóc nữa. Đây là những gì ở dưới tầng thấp. Trong tương lai, con đừng bao giờ khoe khoang về đời sống xưa kia của con trước những sinh vật khác nữa. Sau đó, Phượng Hoàng chuyển sinh thành một viên đá tròn bằng một bàn tay người. Lần này, nó giữ lời Phật dạy trong tâm trí, luôn giữ im lặng, cho dù các viên đá khác bên cạnh nó đã hăng say nói nhiều về chúng như thế nào. Dần dần, nó tự đặt cho mình cái tên Hòn Đá Cơm. Chợt ngày kia, một chàng thiếu niên đi ngang qua, cảm thấy hòn đá rất đặc biệt. Vì thế cậu ta mang hòn đá về nhà và đặt nó trên bàn. Cậu trai trẻ dường như đơn độc. Anh thường giữ hòn đá trong tay để sờ nắng hoặc là nhìn nó thật lâu như muốn tâm sự điều gì đó. Thời gian trôi qua, viên đá bắt đầu nói chuyện một ít, mong rằng có thể làm dịu bớt nỗi cô độc của anh. Một ngày mùa hè, khi cậu ta đang định rời khỏi nhà, ngay khi bước chân ra cửa, viên đá bảo cậu nên ở nhà vì trời sẽ mưa rất lớn. Cậu ta chẳng để ý lời viên đá
một mạch đi ra ngoài. Ngay lúc đó, trời bắt đầu đổ mưa to. Từ đó, cậu ta sẵn sàng nghe theo lời khuyên của viên đá và trân quý nó như bảo vật vậy. Sau nhiều lần chuyển sinh lên xuống, cũng như trải qua bao gian khổ và những đổi thay to lớn, Phượng Hoàng cuối cùng đã có cơ hội chuyển sinh thành một đệ tử Đại Pháp, có cơ hội học Đại Pháp. Đó chính là tôi hôm nay. Khi nghĩ về những gian khổ những đời trước, tôi hiểu rằng bản thân phải trân quý cơ hội may mắn này. Mỗi một ngày trong cuộc sống chúng ta được kéo dài thêm là cơ hội để cho chúng ta và những chúng sinh khác tìm được con đường quay trở về nhà. Chúng ta hãy trân quý từng phút, từng giây trong thời gian này. Đó cũng là để nói đến thế gian con người để cứu độ chúng sinh. Không kể là thế lực cũ tà ác thế nào, học pháp tu luyện để quay về thiên đàng, trân quý từng phút hoàn thành nguyện vĩ đại. Chuyên mục Radio Tu Luyện Ký Sự của Tinh Hoa TV đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Xin chúc mọi điều bình an và tốt lành đến với bạn và người thân.